Thời gian qua, BTS tách ra hoạt động solo để phù hợp với kế hoạch đi nghĩa vụ quân sự của các thành viên. Vậy nên việc 7 người cùng kết hợp với nhau trong một sản phẩm âm nhạc là điều rất khó. Tuy nhiên, việc BTS sắp phát hành một cuốn sách đặc biệt khiến không ít người hâm mộ phấn khích. 7 thành viên đã hợp tác cùng nhà báo Kang Young-sook nhằm viết nên câu chuyện về 10 năm hoạt động nghệ thuật của nhóm. Hành trình đầy chông gai của BTS sẽ được tái hiện rõ ràng. Kể từ những ngày ra mắt đầu tiên năm 2013, cho đến vô vàn thành tựu, lập nên nhiều kỷ lục thế giới như hiện nay. Không ngoa khi nói BTS chính là nhóm nhạc thành công nhất K-pop tính đến thời điểm hiện tại, có sức lan tỏa toàn cầu. Cuốn sách mang tên Beyond the Story, 10 Year Record of BTS sẽ được phát hành tại Mỹ và Hàn Quốc vào ngày 9 tháng 7. Ấn bản tại Mỹ sẽ dày 544 trang, bao gồm hàng loạt bức ảnh độc quyền về nhóm chưa từng được công bố. Theo dự đoán, cuốn sách mới của BTS sẽ sớm trở thành một trong những ấn phẩm bán chạy nhất tại cả hai thị trường ngay sau khi ra mắt.